Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống con người. Việc khám phá, đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy, việc luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt được những cơ hội để thành công. Và tiếp trong phần luận giải tử vi của từng con giáp, từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình của những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung nạp vận ra sao? Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Tân Sửu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 3, từ ngày 17 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 3, từ ngày 29 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 3, từ ngày 11 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 3, tức ngày 22 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 3, tức ngày 14 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tam Trá Mộc. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Sửu 1961 trong tháng 3 âm lịch. Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài của họ rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước mơ cũng mau thay đổi. Cho dù họ cố gắng, cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhân lại, và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, chuẩn mực.
Tuổi Tân Sửu chỉ phù hợp với những công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Vận mệnh của tuổi Tân Sửu cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời Tiền Trung Vận. Bây giờ đã bắt đầu vào vận cuối, song gió tạm yên chính là thời gian thuận lợi để xây dựng sự nghiệp. Đa phần, tuổi Tân Sửu có những rối rắm về tình duyên, càng đi sâu vào hậu vận, đời sống đi vào nề nếp, tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Dự báo trong tháng 3 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi đối với tuổi Tân Sửu, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. Về sự nghiệp, hầu như quý gia chủ đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả về kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc cần làm là quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là bị phạm luật, vi phạm. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Nhâm Dương Thủy gặp Sửu âm thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Để may mắn thành công, các gia chủ Tân Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Về sự nghiệp, tử vi tháng 3 âm lịch tuổi Tân Sửu cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, người tuổi Tân Sửu có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, người tuổi Tân Sửu đã bước vào tuổi trung niên, một số người đang nghỉ hưu nên sức khỏe của bản mệnh quan trọng hơn tất thảy. Ngoài ra trong tháng này, quý nhân cũng sẽ giúp đỡ, nâng đỡ để nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân, song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Không những vậy, với những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của quý gia chủ rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, quý gia chủ nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng chính là hoạt động ý nghĩa giúp quý gia chủ lấy lại tinh thần. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, thì những gia chủ Tân Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng, chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành của tuổi Tân Sửu. Tháng này, bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính vì thế cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết quý gia chủ sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được ở trước đây. Tuy nhiên, quý gia chủ cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay. Quý gia chủ cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Còn với những việc làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Việc cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, tị, dậu, sửu của kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng, là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ.
Thỉnh thoảng trong cuộc sống, có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Hãy lắng nghe, thấu hiểu và bao dung dù là chuyện nhỏ. Bên cạnh đó, trong tháng 3 âm lịch này, gia đình cũng sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Khuyên gia chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 3 âm lịch, hãy sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng, chất lọc những tinh hoa, chuyển khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Sức khỏe của tuổi Tân Sửu. Sức khỏe của người tuổi Tân Sửu trong tháng 3 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Tân Sửu có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Dù rằng ở tuổi này, sức khỏe của bản mệnh giảm dần do hệ miễn dịch giảm và dấu hiệu của các bệnh tuổi già, nhưng cũng là do quý gia chủ chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe. Hoặc lại đối với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian, cho nên cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Quý gia chủ cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra, người tuổi Tân Sửu cũng nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiều bình an, may mắn, cát lành. Trên đây là phần luận đoán tử vi của những người tuổi Tân Sửu 1962 trong tháng 3 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những cảm xúc, quan điểm của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.